Chào các bạn, hôm nay iHep Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Bank Plus của Viettel và ứng dụng hỗ trợ cả ba hệ điều hành đó là Android, iOS và Windows Phone. Thì đây để tải các bạn vào cửa hàng ứng dụng, gõ tìm kiếm chữ Bank Plus Viettel ra. Và ngay đầu tiên đấy ạ, Viettel Telecom. Các bạn chọn cài đặt, rồi chấp nhận để tải về. Và ứng dụng đã cài đặt thành công ạ. Các bạn hãy quay trở ra, thấy biểu tượng đấy ạ. Các bạn mở ra để sử dụng ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ iHep Channel. Xin chào các bạn.